Hi, tôi là Anna, năm nay tôi 36 tuổi. Và ở cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà có rất nhiều người cho rằng là phải có một cái sự ổn định hơn này, rồi tính tình phải nền đã hơn này, rồi đã phải trưởng thành hơn này, công việc thì nó phải có giá trị, có ý nghĩa này. Và tôi phát hiện ra là có khoảng 4 điều rất là quan trọng mà các bạn cần biết trước cái độ tuổi 35 này, bởi vì nó sẽ định hướng cho các bạn và nó sẽ làm cho các bạn biết tận hưởng được cái hành trình từ thời điểm mà của bạn bây giờ đến khi mà bạn 35 tuổi, chứ không phải là chờ đón nó hoặc là không phải là lo lắng về nó một cách thái quá. Đầu tiên, nhiều tuổi không có nghĩa là già, mà già không có nghĩa là xấu. Rất nhiều người trong chúng ta khi mà ngoài 30 thôi một cái là bắt đầu bơm tiêm rất là nhiều thứ trên mặt, hoặc là đôi lúc ngoài nhuộm tóc rồi làm nhiều thứ lắm. Thì ai cũng sẽ có những giai đoạn như vậy cả. Nhưng mà mình cần phải lưu ý rằng là nếu mà bạn đẹp, bạn khao khát một cái đẹp là điều chính xác rồi, đúng đắn rồi. Thế nhưng mà nếu mà bạn cảm thấy bạn thích làm cái điều đó thì được, nhưng không có nghĩa là bạn cần phải làm cái điều đó để có cái cảm giác là mình vẫn còn đẹp. Mình không cần phải làm tất cả mọi thứ chỉ để đẹp theo cái trào lưu, hoặc là chỉ để đẹp theo cái quan điểm của người khác. Điều số 2, bố mẹ chúng ta có thể không biết hết tất cả mọi thứ về tương lai chứ không phải là về hiện tại. Có thể là những điều bố mẹ mong muốn nó sẽ phù hợp ở trong cái giai đoạn cũ, trong cái thời điểm cũ, trong cái bối cảnh cũ. Thế nhưng còn tương lai thì không ai có thể biết trước được. Không ai có thể biết rằng là cái gì sẽ phù hợp trong tương lai, cái gì sẽ có lợi thế ở trong tương lai. Cho nên rằng là đôi khi chúng ta mà cứ sống theo cái cuộc đời mà bố mẹ sắp đặt sẵn thì có khả năng là đến một cái giai đoạn nào đó mình sẽ cảm thấy là mình đang không sống cuộc đời của chính mình, mình vẫn đang sống hộ một ai đó. Nếu như mà bạn cảm thấy rất là đồng thuận với ý kiến của bố mẹ thì rất là tốt. Còn nếu mà bạn cảm thấy rằng bạn có một cái đam mê khác thì hãy mạnh mẽ tìm hiểu thật kỹ và rồi sống với cái đam mê của mình, sống với đúng cái con người bạn mong muốn trở thành, bởi vì không ai có thể sống thay cho bạn được. Và thực sự có những thứ mà chúng ta có thể chứng kiến hiện nay cả trăm năm không ai có thể đoán biết được trước là tại sao nó lại xảy ra. Điều số 3, cái điều này vui này, cái điều này bởi vì nó liên quan đến một cái phạm trù tình cảm. Chúng ta thà là sống một mình còn hơn là sống với cái người mà mình thấy là không phù hợp hoặc là chưa phù hợp. Đôi khi ở cái độ tuổi mà trời ơi chưa đến 30 thôi là bắt đầu đã rất là lo, là lo ế chồng, là lo là cần phải có một chỗ dựa, lo mà cái thứ lo đấy thì nó là những cái thứ lo của thế hệ, vài thế hệ trước chứ không phải là thế hệ bây giờ. Tại vì bạn cứ hình dung đi, nếu mà chỉ vì là bạn muốn có một người gọi là chồng hoặc là gọi là vợ, thế rồi bạn lãng phí tất cả cuộc đời của mình cùng với một người mà không phù hợp, thì với tôi nhá, thà một mình còn hơn. Và bạn, tôi đảm bảo là nếu với một cái quan điểm sống hiện đại thì khi mà bạn ở trong một mối quan hệ như vậy, bạn sẽ thà là làm tất cả mọi thứ để tự do. Người ta có thể tốn chi ra nhiều tỷ đô la chỉ để được tự do. Hãy nhớ cái điều đó. Cho nên rằng khi mà mình sống trong một mối quan hệ thì hãy lựa chọn một mối quan hệ làm sao để mà mình cảm thấy mình được là chính mình. Hiện tại có nhiều người giả dối trong mối quan hệ của họ lắm, và nếu mà phải sống giả dối không phải là mình, không được thể hiện đúng thật là mình, thì thà là sống một mình còn hơn. Điều cuối cùng, cái này nó liên quan đến quá trình phát triển bản thân. Ở cái độ tuổi mà 30, đặc biệt là 35, chúng ta sẽ dẫn đến một cái giai đoạn là giai đoạn bạn phát hiện ra, bạn bắt đầu quan tâm đến cái thứ người ta gọi là sứ mệnh cuộc đời. Bạn bắt đầu đặt những câu hỏi là tại sao tôi lại sinh ra, tại sao tôi lại là sống ở kiếp này, tại tôi đến đây để làm cái gì, tôi cái gì mới là cái thứ thực sự phù hợp cho tôi. Và ngay cả khi bạn đang có một công việc rất là tốt, có khi bạn cũng bỏ nó. Bạn bỏ nó bởi vì bạn chỉ cảm thấy rằng là cái này nó bây giờ nó không còn đúng nữa. Và đó chính là cái giai đoạn gọi là bước ngoặt của cuộc đời chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta thoát khỏi cái gánh nặng cơm áo gạo tiền thì rất là nhanh chóng chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn mà chúng ta cần cái động lực nó phải lớn hơn. Lúc này chúng ta sống một cuộc đời không phải chỉ dành cho mình mà còn dành cho nhiều những cái người khác, dành cho nhiều để trao giá trị nhiều cho người khác, và cái điều đó lại là cái thứ mà tạo động lực cho chúng ta. Cho nên khi mà bạn phát hiện ra điều này thì hãy mạnh mẽ để đi theo cái tiếng gọi của cái tinh thần lớn, tiếng gọi của cái ý tưởng lớn, tiếng gọi của một cái sứ mệnh lớn, và tôi đảm bảo rằng bạn sẽ rất là nhanh chóng thấy rằng động lực cuộc đời của bạn nó liên tục có, và bạn sẽ thấy một cuộc đời vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Tôi đã từng rất là lo lắng về cái việc là tôi sẽ già đi rồi, 35 tuổi tôi sẽ như thế nào, và cái điều đấy đã làm cho tôi lãng phí cái tuổi thanh xuân của mình một chút ạ. Và bây giờ tôi nhận ra rằng là khi tôi 35 tuổi tôi rất là vui vẻ, tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là cảm thấy cuộc sống của mình đầy giá trị, mỗi giây mỗi phút trôi qua nói chung là nó ý nghĩa lắm. Cho nên là tôi tin rằng là cho dù mình 40 tuổi, 50 tuổi, mình 60 tuổi hay hơn như thế thì cuộc đời của mình cũng sẽ tràn đầy giá trị, tràn đầy màu sắc như vậy. Và một trong những cái điều nhắn nhủ mà tôi muốn gửi đến các bạn đó là mình không cần phải quá lo lắng về tương lai nó sẽ diễn biến như thế nào, và hãy nhớ rằng không bao giờ có ngày mai nếu như không có ngày hôm nay, và ngày hôm nay là ngay lúc này.